sinh ra trong mỗi chúng ta cũng đều có một quê hương, cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn. Và đó cũng là đề tài của rất nhiều nhà thơ, nhà văn đã lấy làm nguồn cảm hứng để sáng tác ra những tác phẩm của mình. Là một đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ phường 1 tham gia chương trình Đại sứ du lịch Quảng Trị 2020 với đề tài Tuổi trẻ phường 1 hướng về quê hương đất nước. Qua đề tài ấy, tôi mong muốn truyền tải được cho tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết đến quê hương Quảng Trị, mảnh đất nơi gió Lào cát trắng quê tôi. Quảng Trị ơi, quê mẹ của tôi ơi, chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hơi, rằng không thơm cũng thể hương đàn, không trong cũng thể nước nguồn hàn linh chảy. Vốn được biết đến là nơi có nhiều di sản văn hóa, các truyền thống anh dùng của quân và dân và các làng nghề truyền thống, những nét đặc trưng như giọng nói, các món ăn, các điểm du lịch hấp dẫn phong phú. Bên cạnh đó thì không thể nào quên nơi đây có nhiều chứng tích lịch sử đã để lại trong thời chiến tranh. Hôm nay trên địa bàn phường 1, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn được biết một trong những chứng tích lịch sử Quảng Trị, đó là nhà ga lô cột Đông Hà. Ngay tại lúc này đây thì đoàn chúng tôi đã có mặt tại di tích nhà ga lô cột Đông Hà, nằm ở điểm giao nhau của ba con đường Hùng Vương, Lê Quý Đôn và Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố 1, phường 1. Trên đại sứ du lịch Quảng Trị rất vinh dự, trên địa bàn phường 1 của chúng ta thì có nhà ga lô cột Đông Hà, và càng may mắn hơn cho chúng cháu thì hôm nay đã được gặp bác, người đã sống và chiến đấu trên quê hương Quảng Trị. Trải qua 48 năm ngày giải phóng thì bác có cảm nghĩ như thế nào và có thể chia sẻ cho chúng cháu được biết về một vài kỷ niệm tại nhà ga lô cột Đông Hà này không ạ? Thì hồi trước là bác ở đây là được cấp trên về là giao nhiệm vụ cho bác là về đây là hoạt động bí mật ở cái vùng này. Hồi đó trong cuộc chiến thì nói chung là gáy gó và rất ác liệt, cả cái vùng đấy là nơi đấy là một cái địa bàn mà quân Mỹ cũng đông, quân Ngụy cũng đông, nó tập trung để nó giữ là có như là đường chính và là phía bắc miền bắc vào á. Nhiệm vụ gặp bác hồi đó là chỉ gọi là tuyên truyền cho dân để cho nhân dân tin theo là đảng và cách mạng đấy, là để mà lại chuẩn bị cho chiến dịch năm 72 thì thầy bác đã được giao nhiệm vụ là cùng với bộ đội Trung Đức chiến đấu tại là tại Đông Hà. Thì đúng 15:30 ngày 28/4, bác cùng với đồng đội bác thì bác đại diện thì leo lên cái lô cột Đông Hà và nhà ga Đông Hà này để cầm những lá cờ giải phóng đầu tiên để báo hiệu là Đông Hà đã được giải phóng hoàn toàn. Sau khi nghe bác kể về cảm xúc của mình thì chúng cháu cũng rất là tự hào về quê hương Đông Hà. Thì
Ngay bây giờ thì bác có thể chia sẻ và có thể có đôi lời nhắn gửi gì đến các tuổi trẻ thế hệ chúng cháu hay không ạ? Mong các cháu sau này tuổi trẻ lớn lên để giữ vững cái niềm tin và là bảo vệ lấy độc lập tự do của quê hương và đất nước mình. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác cũng như là đoàn thanh niên phường 1 đã tạo ra một cuộc gặp gỡ chia sẻ để và giao lưu để ôn lại những kỷ niệm hào hùng và khốc liệt của một thời chiến tranh trường kỳ của cả dân tộc. Và tin rằng thì tại nơi đây là có một địa điểm chứng tích mà tất cả mọi người cũng muốn biết. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tuổi trẻ phường 1 đã giới thiệu đến cho tất cả các bạn được biết về nhà ga lô cột Đông Hà, một trong những chứng tích lịch sử ở Quảng Trị, chan chứa một niềm tự hào, niềm biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh bảo vệ tổ quốc. Đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nguồn sống sức mạnh lớn lao giúp thế hệ thanh niên Quảng Trị nói chung và tuổi trẻ phường 1 nói riêng để cùng noi gương và phấn đấu. Trách nhiệm của thế hệ tuổi trẻ chúng ta là phải ra sức gìn giữ, bảo vệ thành quả cách mạng đó, và mỗi thanh niên phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta, rộn rã nơi đây vang tiếng quân ca đánh giặc kiên cường và tin mừng chiến thắng.